I'm okay, thank you. I'm okay too. Bạn đã làm bài thi tiếng Anh có làm tốt không? Con có. Con có làm cái bệnh không đấy? Ừ, con làm hết nhưng mà có một câu con chưa biết là. Ừ. Thế con đoán là con được khoảng bao nhiêu điểm? Con có áng chừng được không? Con chưa khoảng trên 8 điểm. Ok, 18 thì sao? Giờ mình sẽ xem bài tập. Bạn có thể, bạn đã làm bài tập nghe cô đưa chưa? Con đi. Giờ mình sẽ xem đáp án nhé. Rồi. Đây, listening đây đúng không? Có 5 part đúng không? Bạn nhìn xem chuẩn chưa nhá? Đây, người ta ghi ở đây là gì? Test 6 đúng không? Bạn nhìn xem. Test 6 đây. Ừ, con sai câu 3 bài nhỉ. Câu 3 phần 1 chứ gì? Con chọn đáp án là gì? Con có thể nói là C. Con chọn D. Rồi tiếp, sai câu nào nữa không xem phát hành. Con sai câu 13 bài nhỉ. À, cái gì cơ? Con sai câu 13. Câu 13. 13 bạn chọn là gì? Ừ, câu 13 thì là B. Được. Tiếp câu nào nữa không? Con sai câu 22. Sợ là gì? Okay. Nói chung là bạn sai từng đấy thôi chứ gì? Ừ, cũng tốt, nói chung là mình làm được gì 22 trên 25 câu là khá đấy. Nhưng mà bạn có làm đúng là có nghĩa là bạn sẽ làm đúng như theo cái video của người ta là mỗi lần bạn chỉ nghe 2 lượt không, hay là bạn có nghe đến 3 lượt không, hay là con nghe đúng như theo trong video thôi. Có một cái phần bài năm là có nghĩa là Nghe 3 lần. Bài 5 là mình có chỗ mình phải nghe 3 lần. Ok. Có như thế cũng là khá rồi. Bây giờ mình sẽ xem lại tại sao mình sai nhé. Đợi cô một chút. Đó, mình copy lại. À, thế thì về nhà nhé, cô sẽ cho bạn một cái đề nói thì bạn sẽ quay phim lại cho cô. Bạn có thể viết ra rồi học thuộc tùy bạn như thế nào được, miễn là bạn phải nói thật là hay. Và lần này thì không có ăn gian theo kiểu mà nhìn vào giấy, không có nhìn vào giấy không đọc nữa nhá, hay cũng không làm cái trò như ngày trước cô dạy. Được chưa? Lần này là phải tự học thuộc hết đấy, và trong quá trình bạn đọc bạn phải đọc thật to thật rõ ràng để cô có thể nghe được bạn nói đúng hay sai ngữ pháp để chỉnh cho bạn. Ok, thank you. See you next time. Bye bye. bye.